200 triệu các bác ơi. Cây hồi 200 triệu. Không thể nào tin được. Quá hấp dẫn. Cực kỳ hấp dẫn các bác nhé. Em về em bán nhà em ra mua cái ổi này đây. Các bác ơi, các bác nào có vốn với em để sở hữu cái ổi này không ạ? 200 triệu thôi. 200 triệu. Chào các bác, cô chú, anh chị em. Vào luôn chủ đề các bác ạ. Cây ổi. Cây ổi rất to và giá của nó là tầm 200 triệu. Em vừa gọi 200 triệu nha các bác. Cây ổi 200 triệu các bác nha. Luôn vào luôn chủ đề. Em đi qua và em thích nhưng không thể nào mà dừng lại được. Nó gần nhà em thôi. Gần nhà em. Không thể nào mà dừng lại được các bác ạ. Nó quá đẹp. Và đẹp tự nhiên. Quá đẹp. Ổi ta đẹp tự nhiên. Bông tán làm hơi lối cổ. Tưởng một tí đi các bác. Bối rối quá. Đứng trước cái cây ổi. Sự đam mê của mình. Rất to các bác. Rất to mà tự nhiên nhé. Cực kỳ tự nhiên. Đây cái nhấp chậu, chậu xi măng nhé. Bệ rễ không cần quá cầu kỳ. Đây, bàn tay em thật là nhỏ bé đây. Quá nhỏ bé so với cái gốc. Điều quan trọng là nó tán rất tự nhiên. Tán rất tự nhiên. Cái đoạn, từ cái đoạn này đến cái đoạn chia cành, đoạn gốc bệ đến chia cành nó tầm 2 găng tay thôi. Chỉ 2 găng tay thôi. Chỉ 2 găng tay. Chỉ 2 găng tay. Và có những cái vết sẹo này được xử lý thuốc hoàn toàn tự nhiên các bạn, hoàn toàn tự nhiên. Cây này chỉ có khai thác thiên nhiên, có cái cành này là cắt đi, chỉ là cắt đi thôi. Đấy thì rất già, rất hợp lý, chia tay rất hợp lý, rất tự nhiên. Đến đây mỗi khẩu chỉ cách nhau một găng tay thôi, rất ngắn, rất to. Đây giật tay cành lên đây, không có vết vào dây các bác, không có vết vào dây, hoàn toàn là cắt giật, không có dấu vết của dây giật, không có dấu vết dây giật. Đây, còn cắt giật hoặc là bẻ tay theo kiểu bắc cụ còn chưa, không chưa bông tán đầy, chưa bông tán đầy. Cảnh hơi ngược sáng. Đấy. Đi ra phía sau nó tí các bác nhé. Đằng trước mình câu đẹp, mình thường rất là bối rối. Đấy. Con này em còn thích hơn con của bác Nguyễn Gia Thọ các bác. Thích hơn. Thích hơn. Bác Nguyễn Gia Thọ có một cây ổi hơn 1 tỷ đấy. Mà bác không bán. À. Thứ này bệ nó hơi bị xấu một tí nhưng mà không sao. Không hề vấn đề gì cả. Đoạn rễ này nó hơi trướng. Nó mà thêm một số cái nó trải ra đây, một chỉ cần 2 cái nữa thôi. Rất ok. Tay cảnh chỗ nào cũng vậy, bẻ rất tự nhiên. Đấy, cực kỳ lâu năm. Bẻ rất tự nhiên. Tay cảnh rất kỹ. Cực kỳ kỹ chứ. Tán nó dày như cái tán xanh luôn. Dày như tán xanh. Lên là cắt nên là không thể thả quả các bạn. Cái cây này thả quả thì nó hoàn toàn là có quả rồi. Hoàn toàn là có quả. 200 triệu. Quá xinh đáng. Quá xinh đáng. Thì trách mình không có tiền đâu. Quá xinh đáng. Quá xinh đáng. Giá mà mình có mấy cái nhà là mình bán đi. Hoặc có đồ đạc mình bán, mình lấy cây này về. Cực kỳ xinh đáng. Đáng đồng tiền mất gạo. Trời nó khá muộn lên rồi. Đấy. Cây ổi 200 triệu.
quá rẻ các bạn. Theo em là rẻ. Kỹ thuật đỉnh cao thì đừng có tính tiền. Có mình không có tiền đâu. Bán bông cũng làm bao nhiêu đời mới được như thế này. Chi dăm giả chát những cái đoạn chia tay cảnh rất hợp lý, rất xung xuê, rất đầy. Đấy. Rất đầy. Gần ngay nhà em mà hôm nay em mới đi cái đường này. 200 triệu nhá. Đấy, toàn cây công trình vĩ đại. Vĩ đại. Cực kỳ vĩ đại. Tán hả? Đấy. Không thể nào mà dừng được quay các bác. Làm với lối làm rất cầu kỳ, chỉ cần néo bằng những cái dây này thôi, hoàn toàn tự nhiên, néo bằng những cái dây, néo bằng những cái dây. Tại sao lại có một cái cây ổi nó tự nhiên như này? Tất nhiên có bàn tay con người nhưng mà thuận theo tự nhiên, cảnh nào cũng không chê được, cảnh nào cũng không chê được, thực sự rất đẹp. Sự rất đẹp, nó bị ngược sáng như này, rất đẹp, vừa cổ lại rất hiện đại. Đập tan mọi cái kêu mà mình đã gặp từ trước đến bây giờ, các bạn, chỉ là mở mang tầm mắt đấy. Đây cảnh nào cũng ok. Đây là nhìn xa cái chậu của nó, chậu xi măng cổ, chân là chân rùa nhá, quỳ lên những con rùa. Đấy, quá đáng được tiền bắt gạo. Trong này thì có cực kỳ nhiều cây, có những cây khủng, cây công trình, cây khủng các bạn. Đây có cây vối rất là to này. Thôi những cây này thì mình không nói. Đây, cây to, cây sữa. Đây là có một cây nữa mà em rất quan tâm, đó là cây nhãn. Cây nhãn các bạn. Cây nhãn. Đấy, cây nhãn các bạn. Rất hợp với phong cách trời của mình, rất thích những cái cây hoa quả. Cây nhãn bệ rất kinh khủng. Bệ rất kinh khủng. Cây nhãn này thì cũng tiền cũng tương đối đấy. Bệ rễ rất đều. Bệ rễ rất đều. Cố gắng đi một vòng. Ủa, tối quá. Không rút qua được. Đấy, tay cực kỳ bé nhỏ. Giật lên. Mày em phải chui ra quay phía này cho có tí sáng. Đấy các bác, tất nhiên bị cắt giật cái cành kia. Cắt cái cành kia. Nuôi cái tán nhỏ, cắt hai cái tán này. Cái nhãn như là thân gỗ thì nó to rồi. Mình kiếm được cái cây như này cực kỳ hiếm. Đây, có cây giật về hồi sau đây. Cực kỳ độc. Kích độc. Chả cần quả làm gì cơ. Thằng kích độc. Cứ đi này mở mang tầm mắt, bác ngay ở gần nhà mà không biết. Trang đỏ. Đây là cái sơ ri. Cái quả sơ ri các bác. Gần đây người ta bán rất nhiều những cây này. Cái da của nó rất là cổ thụ. Rất là cổ thụ. Cái sơ ri các bác ấy. Các bác miền Nam chắc biết nhiều. Miền Bắc thì ít biết. Quá kỳ cục. Sơ ri. Vượt ngoài tầm kiểm soát của mình cả về suy nghĩ lẫn tiền bạc các bạn.
Lộc Vương. Chiều cái phong hoa hồng cổ. À, họ mới trồng một cây ổi kiểu rất to, cây công trình các bác. À, cây sung này thì chắc khoảng 10 cái ôm, nhưng cũng vách mà lên lại rất dịch dịch, trên tay cành rất dịch dịch. Lên cải nó chỉ tầm hơn 2 mét, gần 3 mét thôi, rất to. Giấy tím. Còn cái vĩ đại. Xin phép quay lại cái ổi tí các bác. Đây. Đây, đang đi làm về phải dừng lại ngay. Mục tiêu của mình là đây. Sở thích cũng là nghệ thuật cũng là đây. Sở thích cũng là đây. Đỉnh cao nghệ thuật cũng là đây. Nhắc lại một lần nữa là 200 triệu các bác nhé.